đinh, may cháu là đi làm bị tai nạn đã được chữa trị cho cháu. Sau đó cháu bị hôn mê mất 20 ngày, nó cũng thì là chẩn đoán là dập gan, phổi, chấn thương ở nào, mất toàn bộ một xương chay ở hai chân. Sau khi chữa trị thì đã phẫu thuật lần thứ nhất rồi và được phẫu thuật tiếp. Chứ mà gia đình là đã thiệt rất là nhiều tiền, đến 700 triệu rồi. Còn chứng cháu còn chưa hoàn thiện, giờ bây giờ cũng phải phẫu thuật tiếp lần thứ ba. Thì gia đình chưa rất là khó khăn, chứng cháu còn chưa hoàn thiện, giờ bây giờ cũng phải phẫu thuật tiếp lần thứ ba. Thì gia đình chưa rất là khó khăn, trong lòng rất là khó khăn.